Nga chiếm nhà máy hạt nhân Chernobyl, cố vấn tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết quốc gia này đã mất quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl vào tay Nga theo ông Mihailo Podolyak, sau cuộc tấn công của Nga nhà máy Chernobyl đã không còn an toàn. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng cho biết họ đã nhận được thông báo từ ukraine rằng các lực lượng vũ trang không xác định đã kiểm soát mọi cơ sở của nhà máy và không có thương vong hoặc hư hại tại địa điểm này cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đang theo dõi tình hình ukraine với mối quan ngại sâu sắc và đang kêu gọi kiềm chế tối đa để tránh các hành động có thể khiến các cơ sở hạt nhân ukraine gặp rủi ro Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Mariano Grossi thông báo hôm ngày 24 tháng 2, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết họ được thông báo rằng các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành của Ukraine vẫn đang hoạt động an toàn. Tổng thống Zelensky trước đó cảnh báo quân đội Nga đang cố gắng chiếm khu hạt nhân Chernobyl bị bỏ hoang và bị phong tỏa. Hành động được ông mô tả là một lời tuyên chiến chống lại toàn châu Âu. Vệ binh của chúng tôi đang bất chấp hiểm nguy để đảm bảo thảm kịch năm 1986 không lặp lại. Tổng thống Zelensky khẳng định trên mạng xã hội Twitter ám chỉ sự cố hạt nhân khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và bị cho là liên quan đến khoảng 11.000 ca ung thư tuyến giáp. Ở bài phát biểu mới đây trên truyền hình, Tổng thống Zelensky cho biết chiến dịch quân sự của Nga đến giờ đã khiến 137 người thiệt mạng và 316 người bị thương. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định mọi bằng chứng cho thấy Nga có ý định bao vây và đe dọa thủ đô Kiev của Ukraine. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Nga đã từ bỏ mọi cam kết liên quan đến Ukraine mà họ đã thực hiện với cộng đồng quốc tế và phương Tây sẽ không bao giờ quên điều này. Theo hãng thông tấn UNEIN, văn phòng tổng thống Ukraine xác nhận quân đội Nga đã chiếm sân bay quân sự Vostomo, cách thủ đô Kiev 17 km về phía đông bắc. Theo xác nhận của phía Ukraine, quân đội Nga đã điều lực lượng hùng hậu gồm 20 trực thăng tấn công Ka-52 và 18 chở theo lực lượng đổ bộ tinh nhuệ để đánh chiếm sân bay quân sự Vostomo. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nằm gần sân bay quốc tế Antonov. Từ đây, quân đội Nga có thể mở ra hướng đông khống chế đập chứa nước ở hồ chứa Kiev, uy hiếp thủ đô Ukraine từ phía bắc. Cùng ngày, hãng tin Reuters cho biết, cảng biển ở ngoại ô thành phố Mariupol bên bờ biển Azov xảy ra đám cháy lớn và gây ra các vụ nổ.